Ngọc Trinh hé lộ hậu trường clip sống ảo 30 giây từng hot rừng rừng, bị Diệu Nhi liên hoàn cà khịa và đòi chiếm luôn biệt thự 50 tỷ. Vừa mới, Nhữ Di đã khuấy động không khí cực nhộn nhịp trong hậu trường sống ảo sang trọng của Ngọc Trinh. Với những fan cứng theo dõi Ngọc Trinh sẽ hiểu rõ lý do tại sao cô sở hữu trang Instagram gần 6 triệu người theo dõi và trở thành nữ hoàng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Chỉ quay clip TikTok chưa đầy 1 phút, nhưng người đẹp sẵn sàng đầu tư ekip hơn 10 người với loạt đồ hiệu giá khủng khiến ai cũng mắt tròn mắt dẹt vì quá đẳng cấp. Để khán giả hiểu rõ hơn về mức độ chịu chi cho việc sống ảo, Ngọc Trinh vừa tung vlog ghi lại hậu trường buổi quay tập 2 trên xem thời trang hàng ghế đầu cùng Diệu Nhi và Twilight phạm bạo luận. Ngọc Trinh cho biết trang phục của cô toàn đồ hiệu đắt đỏ, có bộ lên đến hàng trăm triệu đồng, đặc biệt tất cả quần áo, giày dép đến phụ kiện để quay đều do nữ hoàng nội y chuẩn bị cho Diệu Nhi. Để quay clip sống ảo tầm 30 giây, nhưng ekip hơn 10 người phải làm việc liên tục từ sáng sớm đến tối muộn, cô chia sẻ. Thông thường mỗi tập sẽ có 5 set quần áo cho 3 người, mỗi lần vào quay chỉ mất tầm 5 phút nhưng khâu chuẩn bị rất lâu, thay kiểu tóc 20 phút rồi màu mắt, trang phục, phụ kiện cũng hơn 30 phút nữa. Ngọc Trinh phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho ngày quay clip chỉ kéo dài 30 giây. Đáng nói, nhân vật chiếm trọn spotlight trong clip hậu trường của Ngọc Trinh chính là Phượng Múa Diệu Nhi. Ngay khi thấy ống kính đang hướng về phía mình, Thánh Hề nói nhanh, giờ phải ngồi đây ăn bánh mì vì chị Trinh và Luận còn chuẩn bị. Không phải trẻ nhưng mà là kiểu Trinh và Luận tác phong, không chuyên nghiệp, cũng có mặt đúng giờ nhưng xong lâu quá. Còn Diệu Nhi thì hoàn thành trước giờ quy định. Chưa hết, khi được đặt câu hỏi giữa thông minh và xinh đẹp, chị chọn cái nào? Ngọc Trinh liền hô to, xinh đẹp. Và Diệu Nhi tranh thủ có biểu cảm lầy lội và treo lại, hèn chi chỉ thấy xinh đẹp còn... Đáng nói, người mạo xịn như Ngọc Trinh nhưng cũng phải thừa nhận không làm lại vì Diệu Nhi diễn quá nhiệt tình và lầy lội đến quên hình tượng. Sau màn liên hoàn cà khịa, người chị thân thiết, Diệu Nhi còn khẳng định muốn trở thành Ngọc Trinh một ngày. Tôi muốn là chị Trinh một ngày, ngôi biệt thự này sẽ là của tôi. Ngày nào tôi cũng sẽ lội dưới hồ bơi kia. Tất cả là của tôi. Còn hoa ngoài kia thì có biết kiều trồng giúp rồi. Tôi chỉ ăn uống rồi tập thể dục thôi. Trước đó, Thánh Hà cho biết cô rất ít mua đồ hiệu vì thích món nào thì qua nhà chị Ngọc Trinh luận thử. Diễn xong, thấy hết muốn mua vì quá đắt. Trip trò chuyện lời lỗi của bộ ba, Diệu Nhi tiết lộ muốn chiếm nhà 50 tỷ của Ngọc Trinh.